Rước tiếp. Rước rồi, rước chung nước rồi. Bốc lên đây. Xin chào mọi người, hôm nay mình giới thiệu cảnh đi cắt lúa, đi ôm lúa. Với lại hôm nay ngày 30 tháng 4, với lại ngày Chủ nhật nha mọi người. Bây giờ mình sẽ review cho mọi người tất cả toàn tập những công việc trong ngày hôm nay. Đây là đàn trâu trong cánh đồng hôm nay. Đây thì toàn cảnh tất cả phong ruộng ở đây nha mọi người. Đây thì đàn trâu một con duy nhất thì đang chó nó ăn co cho mọi người xem nha. Trâu này khá là đẹp với là mướt mộc nữa, trâu đực cho mọi người, chân thì đẹp lắm mọi người. Bây giờ mình sẽ quay cho mọi người xem công việc bên kia nha. Đây trên con đường đi cắt lúa mọi người hãy theo dõi giúp video của mình đến khi công việc mình đã làm nha mọi người. Đây thì bữa trước mình đã chia sẻ cho mọi người chưa chín, bây giờ chín rồi mọi người. Bây giờ đang tiến hành cắt lúa nha mọi người. Hôm nay rất đông đủ anh em họ hàng đến cắt lúa. Chắc hơn 20 người, tí nữa mình sẽ đếm nha. Bây giờ mình sẽ đếm từng một, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 người nha. Tại hiện trường hôm nay 21 người, chưa tính người chưa đến nha mọi người. Để mọi người hãy theo dõi nha. Giờ sẽ đưa cho mọi người xem cặp lúa. Bề mặt của nó là hơn 2 mét luôn nha mọi người. Đây thì chàng rất trẻ nhưng mà vẫn biết được bắt lúa rồi. Ơi ơi lên rất ơi. Ơi rất rồi. Ơi thất bại rồi. Đây thì thanh niên Tây Nguyên này. Ôm thì như vậy thì mới được. Đây thì mới sáng sớm này cắt được một nửa diện tích rồi nhá mọi người. Nói chung là cắt ngày hôm nay thì rất là nhanh. 3-4 máy. Bữa mình cắt của mình thì một máy nó hơi mệt mà nhục nhã lắm nha mọi người. Ba người liên tục để bọc vác.
công việc hôm nay là cắt được một nửa diện tích rồi nha. Giờ mọi người theo dõi này, công việc bên này là rất là nhiệt tình. Bên này thì cắt xung quanh, bên kia là hai cô nữ đang cắt xung quanh đó mọi người. Đây là trẻ bên mình hôm nay, đây là cắt bên tay đó mọi người. Công việc đóng gói và bó lại thì cũng vất vả lắm nha mọi người. Nhớ như tay phụ nữ nhanh nhẹ và khéo tay thì mới làm nhanh được. Chứ người đàn ông về đau lưng là cưng ấy rồi nó hay vất vả là phức tạp lắm nha mọi người. Giờ công việc sắp hết đó nha mọi người. Mọi người cố gắng này, làm chưa được một tiếng mới được 5 phút thôi mà là công việc là gần hết rồi, được 75% đấy mọi người. Đây thì công việc cắt lúa nha, rất là khó khăn vất vả. Mệt không? Mệt lắm hả? Công việc này hơi mệt một chút nhưng mà không mệt một chút. Cầu sang bên này, do hồi nãy bên này xa lắm, giờ sang lại bên này nữa. Thì bên này là ra lao 15 phút uống nước kìa. Mấy cô chị đang uống nước. Bây giờ bên bộ phận cắt thì hết rồi nhé mọi người. Chỉ còn bộ phận cói lại thì còn. Bây giờ thì lúc 9 giờ sáng đã xong công việc rồi.
tụm lô chô này mò tuap lô hế có giam lô tuap lô xa vậy 20 người hơn như 21 người mà. Tổng cộng ca trẻ em là 30 tí này tinh con là một ngày thì 200 nhân cho 30 người là 200 là bao nhiêu. Rồi. Được cho luôn rồi. Muốn à, ơi. Có cái lệ. Tức lên thương à? Rồi tức lên à?